Tích Tiểu Thành Đại nhận quân huy hàng ngày trên tngshop.vn, click là có. Hàng ngày các bạn có thể chơi thử các vòng quay, nhận quân huy và rút quân huy thoải mái nhá. Event cập nhật phiên bản mới, tham gia ngay nha anh em. Yên tâm là gặp cố sẽ bồi hoàn 100%. Xin chào anh em, Zena cũng thuộc dạng là con cưng của giá cho anh em. Liên tục là các bộ trang phục từ sổ sứ mệnh rồi tặng free. Và trên tay mình là một bộ trang phục tương tự như vậy. Nếu bạn nào chưa có bộ trang phục này thì thông báo luôn cho anh em. Các bạn chỉ cần bấm click vào thôi là nhận ngay trong 30 giây. Không cần phải làm gì cả anh em, cực kỳ đơn giản, vào nhận cái lương là các bạn đã có đủ cái lượng vàng để mà nhận rồi. Đơn giản thôi nào, còn bạn nào mà tiêu hết vàng ư? Link ở phần mô tả, click là có ngay. Wow, tuyệt vời anh em ơi, nhờ cái lò xo này mà team của mình đã thể tập kết rất là nhanh và nhờ Grab kéo một cái. Quá tuyệt vời, tố đỉa nè. Hên trong cái con VRS là nó chạy nhanh nha anh em, không phải chúng ta chỉ cần câm lặng thôi là toang ngay. Góc trái mình của anh em là Trang Bị và bà Ngọc gợi ý. Hello. Đồng đội của mình đang đi sang cướp bùa. Thực ra việc có lò xo ấy, chúng ta có rất nhiều chiến thuật. Thứ nhất ấy là chiến thuật chặn lính ở cái đường tà thần, sử dụng dành cho các vị tướng dọn lính rất là nhanh. Đấy. Chiến thuật thứ hai ấy là cùng đồng đội ra đánh nhau đứng mid. Nếu có vị tướng khống chế tốt như là Zena, à sau đây anh em Grack thì rất tuyệt vời. Biết ngay mày định cướp của tao mà. Không có thương trị chứ gì. Khổ thân thanh niên. Gớm. Không có thương trị mà đòi cướp là chúng ta ăn ngay nha anh em. Chúng ta thường hay gặp 3 chiến thuật bây giờ các bạn đi rank. Đó là gì? Đó là thằng top với trợ thủ, nó chặn lính ở đường top sớm để mà sau đó là đi gank áp đảo vào cướp phá rừng bọn nó ở đường khác. Thứ hai là cùng đồng đội và các vị tướng khống chế dạng Grack Mina ra cái đường mid. Đúng vậy, ra đường mid để mà đánh nhau. Sau đó là đi cướp phá rừng kẻ địch luôn. Cướp thẳng cẳng nha anh em. Cướp không có gì gọi là nối tiếc luôn. Vậy nên khi các bạn gặp bọn nó mà chơi chiến thuật như vậy ấy, thì cần phải ứng đối cẩn thận. Đặc biệt là phải nhìn xem team nó liệu chơi được như vậy hay không. Đó mới điều quan trọng. Và hơn tất cả, nếu các bạn đi team 5 thì lại càng phải cẩn thận các chiến thuật đó hơn. Bởi vì đi team ấy, nó lại càng thể dễ dàng vận dụng. Ok, xem anh VRS nào, thích làm vùng đấy bao lâu nào. VRS này à. Úi dồi ôi, để thằng VRS không thể gọi là hồi máu được. Anh em hãy sử dụng chiêu 1 cho mình. Vận dụng chiêu 1 tiếp cận nó là thách nó có thể gọi là hồi phục từ anh em. Đó là một cách để mà có thể khắc chế lại vị tướng VRS như vậy. Mình sẽ không tốn nhiều cái lượng máu để mà đi solo kill với con bé làm gì cả. Hàng thơm. Úi giời ơi. Tiếc nha. Chạy thôi. Vậy là chúng ta vừa chặn đường sống của cái con Nagroth rồi anh em. Không kịp đâu bạn ơi. Quay lại fan nào. Đồng đội đang sức ép cực kỳ lớn. Quay trở lại và đẩy đường một chút. Xem ra Zuka lại muốn đổi đường rồi. Ở phía mặt này ấy, các vị tướng Sông Nam đang trở lại rất là nhiều ở cái đường tà thần. Kể cả là ở mấy cái rank thấp ấy, thì anh em sử dụng ngộ không đi xuống đường tà thần hiệu quả cao không phải dạng vừa anh em ạ. Bởi vì ngộ không bây giờ người ta là nhờ ánh sáng của đàng đã chiếu rọi nên tạo ra một ngộ không tươi mới, hoàn toàn mới nhá. Chơi Zena anh em, mình thường thấy ấy, là anh em có hai lựa chọn. Một là mắc chiêu 1, thứ hai là mắc chiêu 2. Thực ra thì hai lựa chọn này đều có ưu và nhược điểm của nó. Chiêu 2 đương nhiên là một chiêu thức giúp cho anh em. Đó là gì? Chiêu 2 đầu tiên ấy là một chiêu thức giúp cho anh em thể dọn lính rất là nhanh ở cấp độ 1 rồi. Còn bản thân mình ấy thì mình quen chơi để mắc chiêu 1 rồi. Nên mình vẫn tiếp tục là đánh được kiểu là mình thích quen tay nâng mắc chiêu 1 thôi. Còn nếu bạn nào mà muốn tối ưu cái lượng sát thương của chiêu 2, hoặc là khi các bạn chuyển sang dạng trọng đao sử dụng 2 lần tứ nguyệt chảm đấy, rất là nhiều anh em sử dụng cái món đòn đó, mình cũng khá là quen thuộc với cái món đòn đó nhá. Chỉ là lâu rồi chưa chơi Zena anh em ạ. Hôm nay thì tiện có cái bộ trang phục này thì làm Zena cho anh em luôn ở tại mùa bài này. Zena mùa bài này thì sao vị tướng này lại tiếp tục thể núp bụi rồi anh em, lại tiếp tục thể núp bụi rồi. Kéo được không ta? Chúng ta có thể núp bụi với Zena để mà áp sát tấn công, thứ nhất là dừng kẻ địch nè, thứ hai là chủ lực kẻ địch đi qua. Bởi vì bây giờ làm gì có mắt soi sáng đâu anh em. Không có mắt, chỉ cần hạ xong cái dàn trụ của bọn nó ấy, thì coi như là các bạn nắm giữ tuyệt đối ưu thế rồi. Cố gắng farm trước. Trời ơi,
Nhìn đội ăn mạng thèm thế nhỉ anh em. Đối đường Ivan. Nào. Trời ơi, đồng đội đã chén được 13 mạng rồi mà mình mới được có 3 mạng trợ thủ thôi. Nhìn thèm khát ghê. Nhưng mà vẫn không thể quên được nhiệm vụ của mình. Cấu rỉa nè, câm lặng của nó trước. Câm lặng. Đấy, câm lặng sau đó các bạn mới chuyển dạng nhá. Thằng khốn nạn Lavi. Phải không ta? Nó phải định bắn mình à? May mà mình chuyển sang cái dạng trọng đao và tung chia là cũng bị khống chế nhé anh em. Trụ trước, bùa gì tầm này hả anh em? Khi mà đối đầu mấy con như kiểu con Lavi thì các bạn phải hết sức cẩn thận nhá. Bởi vì nó chịu 2. Bởi vì chiêu 2 của Lavi mà chặn được chiêu của anh em ấy thì nó sẽ tiến được cái trạng thái gọi là bất tử ở trong khoảnh khắc. Nhưng mà cũng đủ để giảm đi khá đam của anh em rồi đó. Zena ở phiên bản trước mặc dù mắt soi các kiểu nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà lý do để mà người ta chơi ít Zena đi ấy, thứ nhất là vì nhà phát hành nó giảm đam nhiều quá ở cái nội tại nè. Vậy làm gì đấy thanh niên? Các bạn định làm gì bạn của tôi đấy? Và thứ hai là cái chữ quế bị giảm biến thương nhiều lắm luôn anh em. Bây giờ nếu em không nhầm ấy thì nó bây giờ chỉ cần 30% biến thương ở dạng trọng đao với tiêu rồi. Tức là khi bạn tung chiêu thì bây giờ chỉ còn 30%. Thiệt thòi không anh em? Quá thiệt thòi lúc nào. Anh Flo thì bây giờ là hoàn hồn trở lại rồi, nhưng mà Zena thì vẫn rất là khổ sở. Đương nhiên Zena vẫn là một kèo rất là thơm cho anh em. Nên cái đợt này nếu các bạn mở sổ sứ mệnh 26 đấy. Đúng rồi. Ông nào mà ít mở sổ thì sẽ được giảm giá. Chỉ còn 99 con huy một sổ thôi. Đây là một cái ưu đãi cực kỳ lớn. Đó là lý do vì sao mà cái sổ bây giờ cùi như thế anh em ạ. Bởi vì ông nào mà chưa mở sổ bao giờ ấy, hoặc là mấy cái đợt trước chưa mở sổ ấy, thì mấy ông sẽ được mở sổ với cái giá chỉ có 99 con huy mà thôi. Trời ơi, 99 con huy anh em ạ, 50k thôi anh em ơi. Thằng nắc nốt này phải bắt được nó mới được. Đúng ạ. Đứng lại bạn ơi, bạn định ăn tôi á? Bạn có nhìn cái lượng đồ của bạn có không đây? Chuyển sang chặng đao luôn. Thực ra cái pha này ấy, mình có thể là vận dụng tốc biến và sốc chết con Na luôn, nhưng mình tiếc quá. Bởi vì kiểu con Nát Lốt là một con cơ động đấy anh em. Dùng mà không được đấy, hơi phí đấy. Chơi Zena thì có rất nhiều kiểu combo, người ta thường gọi là 69 kiểu combo của Zena đó. Và bản thân mình ấy thì chỉ biết đánh sơ cơ bản thôi. Bởi vì lâu rồi chưa chơi Zena. Test cho anh em lên kiểu phức hợp nhá, xem như thế nào. Bởi vì đợt này là phức hợp gia tăng thêm 700 máu ấy. Ôi trời ơi, nếu không nhầm là tăng 700 máu hay là 500 nhỉ? Nếu mà là 700 thì quá tuyệt vời luôn. Nên mình muốn test thử xem là với một Zena có thêm lượng máu như vậy thì có ok hơn hoặc hay không. Thực ra mọi khi chúng ta thường có rất là nhiều lựa chọn. Định làm gì đấy? Anh nghĩ định khống chế mình theo mình vận dụng ngay trọng đao. Có rất là nhiều anh em chơi kiểu tức là Zena kiểu ném chiêu 2 ra trước đúng không nào? Tức là chiêu 1 tiếp cận các kiểu, sau đấy chiêu 2 ném ra trước, sau đó chuyển dạng trọng đao, sau đấy là đạp tứ nguyệt chảm để mà nhặt cái chiêu 2, và sau đó là hai lần tứ nguyệt chảm. Thực ra cách này thì anh em vận dụng lâu rồi, và người ta thường nói rồi, 69 cái kiểu combo với Zena đấy, nên anh em cứ tùy từng và tùy từng trường hợp mà chúng ta thể vận dụng. Nhưng tối ưu nhất ấy và cái cơ bản nhất ấy là khi ở cái gì đây thanh niên này hổ báo nhở. Cơ bản nhất ấy là anh em cứ phải là câm lặng vào nó trước ở trạng thái song đao trước nhá. Câm lặng vào nó trước 1-2-1 hoặc là 1-1-2. Đấy, đó là cách mà anh em thường vận dụng ở trạng thái này. Cùng đánh tay để mà có thể câm lặng kẻ địch. Sau đó là song đao chuyển dạng. Đây là cách tối ưu nhất và thông dụng nhất cho Zena rồi. Và chắc chắn đủ sức cho anh em có thể đeo đanh. Giống như mình như này. Có mấy khi chơi con Zena này đâu anh em. Nhưng mà nói chung là đánh kiểu gọi là đánh cơ bản thôi. Đánh bài cơ bản nhé. Ok. Rồi chạy về. Đánh cơ bản đủ để đeo rank thôi. Đủ để đeo rank cao thủ thôi. Còn lại muốn trở thành best ấy thì còn phải luyện nhiều. Các bạn nhớ là khi bạn đang tứ nguyệt chảm ấy, mà chẳng may rơi vào cái vùng mà kẻ địch né được, ví dụ như gặp con Nắc Đốt nó né được đi, thì các bạn nhớ tung chiêu cuối hoặc là vận dụng chiêu 1 để mà hủy chiêu, hay là vận dụng tốc biến để mà điều hướng nhá. Bởi vì các bạn thường hay là trọng đao chiêu 1 để mà tốc biến gây sát thương khổng lồ bất ngờ, hoặc là đang tứ nguyệt chảm có thể đổi hướng, và kể cả là chiêu 1 tốc biến để tiếp cận nhanh kẻ địch. Đấy, rất là nhiều cái kiểu cho anh em lựa chọn. Cái trang bị ở đầu game mà mình gửi đến cho anh em ấy là lối trang bị lên nhanh để mà có thể sốc đam kẻ địch. Đó là cái lối trang bị mình ưa thích nhất. Nhưng mà hôm nay thử test xem là cái lối trang bị lên phức hợp, xem là phức hợp lần này là thêm máu thì nó ok hơn không nhá. Chắc chắn cái đợt này khi mà có sổ ấy thì rất là nhiều anh em sẽ chơi trở lại Zena.
Thì đồng dạng gửi tới cho anh em clip Zena mùa bài này về trang bị, bảng ngọc, cách chơi, lối combo cơ bản nhất đấy. Còn về các combo đặc biệt khác ấy, thì các bạn có thể search được trên là top 5 tướng khắc chế Zena. Ở trong đó mình giới thiệu rất là nhiều cách combo của vị tướng Zena, tùy hoàn cảnh chúng ta thử combo khác nhau sao cho nó hiệu quả nhất. Đặc biệt Zena rất hiệu quả khi đối đầu với vị tướng khắc chế nhá. Úi dồi ôi, lao ra này, quấy. Tiếc quá anh em, toàn mạng trận thủ thế này, chán ghê. Đồng đội thì ăn bao nhiêu mạng rồi mà mình máy đẩy đường quá, mà không đẩy đường cũng được anh em ạ. Hello, đùa chơi chút bạn ơi, chút xong rồi. Ôi dồi, họ lý xít ạ. Đúng là không cái dại là cái dại này anh em ơi. Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm nhá. Chúng ta trạng thái trọng đao mà mình không để ở xa. Đáng ra cái pha đấy anh em cần rỉa chiêu 2 ở trạng thái song đao ở xa thôi. Cho đồng đội rỉa ở xa với Van Hên. Sau đó là chúng ta có thể chuyển dạng trọng đao để mà rỉa bằng chiêu 1 khi người địch không thể thủ trụ được và trả để không chia được chúng ta nhá. Chứ chơi dại thế chết dở. Anh em thấy không, cái bộ trang phục hoạt náo viên này hoành tráng trước nữ hoàng thể thao vâng nhỉ. Đúng là cái bộ trang phục 100 triệu khác anh em. Anh em cứ tự tin là cái event nào của gà rán mà tặng free ấy thì thể nào nó cũng tặng cho mình thôi. Nên các bạn phải lo lắng về vấn đề là làm sao để đủ vàng nhá. Mày lại chạy hộ tao, tốc biến chiêu 1 nè. Ui dồi ôi, thì xong rồi. Trời ơi, không cái dại là một cái dại này anh em ơi. Lỡ tay vuốt hơi mạnh thì nó bay ra khỏi màn hình. Ai, tệ quá tệ quá. Khổ anh em ạ. Làm phát chiêu 1 tốc biến lại lỡ tay quá khổ. Thế là toang. Từ từ nhá, dọn lính trước. Hay con lính là anh em biết thừa, nó rất là khỏe rồi mà. Lên anh nè, lần này lên anh luôn. Zena là vị tướng đa dạng về lối trang bị, nhanh hoặc là Muramasa đều được nha anh em. Tùy anh em lựa chọn thôi. Thế là mình sẽ lên Mura chơi chơi. Test luôn cho anh em về bộ trang bị mà người ta gọi là bộ trang bị có chút sự giảm sức mạnh ở phần này. Zena các bạn lên quân thủ Thương Long cũng đều rất là ok. Hoặc là một Zena full dam thêm một chút thủ từ một hai lối trang bị ở đó thì cũng đồng dạng được anh em rất là ưa thích. Buổi thanh niên hên nhá. Bri là vị tướng khá ưa chuộng hiện tại, nhưng mà đồng dạng tướng này có khắc chế rất là nhiều. Và nếu bạn nào chưa biết cách khắc chế Bri có thể vào kênh của mình nhá. Các bạn chỉ cần dụ cho Bri chút cuối hoặc là tô chút cuối Bri là các bạn có thể giải quyết con này rất là đơn giản thôi. Khống chế đấy bạn ơi. End game thôi. Và đó là Zena. Sau đây là mình sẽ gửi đến cho anh em cách nhận Zena 100 triệu khi mà anh em đã lỡ sử dụng mà không phải là đăng nhập lâu để mà nhận một cục. Thì bây giờ là cách hướng dẫn cho anh em này. Đầu tiên là các bạn cứ gọi là đánh 50k thôi. Tức là không phải đánh 50k, 50.000 nhá. Mà là cứ đánh 50 điểm hoặc là 500 điểm. Cứ quay khi nào đến 95% thì các bạn đổi thành 1 triệu hoặc là 10 triệu hoặc là 5 triệu. Sau đó là các bạn còn 98% các bạn sẽ mắc ping cho mình. Đấy anh em thấy chưa? Khi các bạn chơi mắc ping ấy, người chúng ta sẽ quay câu hỏi là tại sao Ali xuất hiện ở đây. Câu hỏi này trả lời ra sao? Link ở phần mô tả nha anh em. Anh chỉ cần bấm vào link ở phần mô tả thôi là các bạn sẽ được trả lời tất tần tật các câu hỏi ở đấy. Các bạn chỉ cần bật lên, click và nhận quà thôi anh em. Đây, tua hết. Anh em yên tâm là có câu trả lời hết cho anh em nhá. Có câu trả lời hết tất cả cho anh em. Chúng ta còn 2 ngày thôi anh em ơi. 28 là hết cái event này nha anh em. Bạn nào mà chưa nhận thì nhớ làm. Đây anh em, chúng ta đã trả lời 3 trên 3 câu hỏi. Một là chúng ta được 10 lần quay free. Hai là được cái bàn bí ẩn. Mình vẫn thích cái 10 lượt quay free hơn. Anh em nhìn nhá, 10 lượt quay free của 50 triệu. Ok anh em, đó là lý do vì sao mà 5 cái lượt cuối hoặc là 10 lượt cuối ấy, thì chúng ta chơi mapping. Bởi vì nó sẽ là chơi kiểu trung bình cộng của các lượt cuối này. Anh em nhìn nhá, 50 triệu này, 8 triệu này, 4 triệu này. Hình như là của trung bình của 10 triệu vừa rồi thôi chứ không phải 50 triệu. Đấy, 2 triệu này, 7 triệu này, 96 triệu nha anh em, 8 triệu này, 104 triệu này. Đó, ok chưa anh em ơi? Đấy, và nhận thôi. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất.
vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.